CO 99 đầu 37, hải quan chính ngạch. Con này mình dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài. Đầu ghim gần bít xe luôn nha các bạn. Biển số đẹp 67-228-28. Xe này là 99 đầu 37, hải quan chính ngạch. Con này xe khá là đẹp, cũng chưa có chế đề nha mọi người. Con này biển số 67-228-28. Xe có áo gin xịn, bô gam, đầu gin nói chung là gần bít xe luôn à. Chỉ thiếu cặp bánh thôi, thiếu cặp bánh tăng lan 99 theo xe thôi. Còn bên mình thì trên thực tế là vẫn có đầy đủ cho các bạn. Nhưng mà nhiều khi mình thả đồ vô nữa thì sợ anh em phê quá thì anh em ngại, thì mình chỉ dọn tới đây thôi, có nghĩa là mình dọn tới đây. Còn anh em có nhu cầu thả đồ vô thêm thì mình cộng thêm chút đỉnh nữa. Còn xe này thì mình bán có kèm cà phê biển số đẹp nha mọi người. Cái này trước khi mình bán là mình cũng có nói rõ, có nghĩa là bên mình thì thường mua bán thường hay chi tiết và rất là rõ ràng để anh em cân nhắc mà chơi thôi. Bên mình thì luôn luôn có bao thay màu áo, bánh căm, bánh mâm giá trị tương xứng thì cửa hàng sẽ thay cho các bạn miễn phí nha. Ví dụ như anh em thích cái xe này, thích cái chắc máy của xe này nhưng mà không có thích màu tím, thích màu đỏ thì cứ nói cửa hàng thay cho mọi người thôi, thì cũng thay lại bộ áo gin cho mọi người bình thường vậy đó. Con này máy rất là gấu, xe biển số đẹp mà máy gấu á. Đi lồng gin hàng mới nha các bạn, lồng gin xịn hàng mới, tại vì mình thấy cục máy nó ngon quá nên mình giữ luôn, mình không có vô lồng lỗ. Chứ xe thì đang áo gin rồi, đèn trước sau gin, đèn su xịn, biển số đẹp, bô gam 99. Máy gu, máy đã lắm, con này dữ lắm cục máy. Thường thường thì đối với những cái xe biển số đẹp thì anh em có để ý thì cũng hiểu rồi. Nói chung là xe biển số đẹp là cửa hàng sẽ dọn tới xe lắm, anh em chơi cho nó đã mà. Còn anh em có nhu cầu thì mình sẽ thả thêm cầu bánh tăng lan 99 hết bài. Rất là cảm ơn mọi người đã xem clip. Cái bô gam nghe quét 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 đã quá.